Thưa bà con và các bạn, khi xã hội kinh tế ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân theo đó ngày càng được cải thiện rõ rệt, thì nhu cầu tiêu thụ rau sạch hay còn gọi là rau an toàn ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vẫn là mối lo ngại của người tiêu dùng sản phẩm rau do nông dân chưa tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, để đạt hiệu quả đảm bảo an toàn thực phẩm và giúp bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, an toàn mà hiệu quả. Chuyên mục khuyến nông kỳ này, ông Lê Điền Khanh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu sẽ trao đổi với bà con và các bạn biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả trên rau màu. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Từ nhiều năm nay, ông Lý Hoài ở ấp Dòng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu trồng rau trên rẫy. Đối với gia đình ông, đây là nguồn thu nhập ổn định. Với gần 5 công đất rẫy, mỗi vụ ông trồng xen canh ngọt rí, hành lá và cải gỗ. Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch, bình quân mỗi tuần ông đều xịt thuốc bón phân giúp cho cây rau khỏe, ngừa sâu bệnh. Trong quá trình canh tác, ông luôn có ý thức quan tâm đến vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, mặc dù đã có ý thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hiệu quả và an toàn, nhưng đôi lúc ông vẫn chưa nắm rõ cách sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật sao cho hiệu quả mà tiết kiệm. Thì hành thường thường nó xuống đậu ôn, ôn đã lá nó đỏ đó, có thịt là tôi cũng nhớ thuốc mà loại mà tiệm bán cho nó cộng vô đó, cũng vài món mà không thấy kết quả, đỡ, thấy cũng tốt như vậy nè, là đỡ vậy đó. Mà cũng mùa rồi cũng sẽ thông hết đâu, mùa rồi cũng xuống tới khi tới nhổ bỏ luôn, nó xuống tới đỏ gãy đỏ lá hết luôn á. Mùa này thấy đỡ, xịt vô không dám nhổ, để cách ly 7-8 bữa tôi nhổ dặn thà, nếu mà sâu xuống rồi có khi có khúc tôi cũng bỏ nữa, bị nó ăn quá sẽ ăn rồi mình sụt vô thì sợ tội người ta ăn, sợ bệnh. Chứ tôi trồng rau tới nào giờ tôi như có là dặn có lương tâm mình không có để người ta bệnh hoạn sau này khó khăn đó lắm. Chẳng thà sâu ăn thì kệ, mưa nào còn nhỏ bán được thì bán khi tôi bỏ không. Gia đình anh Trần Minh Trí ở ấp Dòng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu trồng 10 công rẫy với các loại như hành lá, ngò rí và cải gỗ. Mỗi năm gia đình anh xuống giống rau ngò 3 vụ. Cứ bình quân mỗi vụ rau, anh phun xịt thuốc bảo vệ thực vật từ 4 đến 5 lần nhằm giúp rau phát triển tốt và phòng ngừa sâu bệnh hại. Anh chia sẻ, là người nông dân không thể chạy theo lợi nhuận mà bất chấp việc sử dụng thuốc bừa bãi ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Nhận thức được vấn đề này nên khi phun xịt thuốc trên rau, anh luôn chú ý thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cái dòng A là thường thường là trồng cái hành với cài gỗ với ngò với hẹ. Rồi mà thường thường là cỡ một tuần là 10 ngày mình xịt thuốc một lần. Nhưng mà thường thường là mình nếu mà sâu nhiều quá là mình phải xài thuốc là hóa học. Nhưng mà hóa học là lúc mà mình xài thuốc hóa học là khoảng lúc mà mình thu hoạch ấy, thì từ 15 ngày trở lên an toàn cho là người tiêu dùng. Nhưng mà nếu mà sâu ít ấy, thì mình xài thuốc sinh học cho an toàn người tiêu dùng. Mình phải xịt thuốc nên mà bạn hàng ta lại nói là ta ví dụ hành 10 ngàn đi. Rồi bữa nay mình xịt thuốc là bằng hàng vô nhổ người ta. Mình nói là mới xịt thuốc, cái mình nhổ mình đâu có dám nhổ. Tại vì mà thuốc đó là mình xịt quá nặng. Từ 10 ngày trở lên mình mới dám nhổ. Biện pháp sử dụng thuốc an toàn hiệu quả trên rau. Rau là loại cây trồng có nhiều sâu bệnh gây hại. Vì vậy, một trong những khâu quyết định quan trọng đến năng suất và chất lượng rau là phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Việc phòng trừ sâu bệnh gây hại trên rau hiện nay phải đạt được hai yêu cầu là bảo vệ được năng suất, phẩm chất của cây rau, đồng thời không độc hại với các loại sinh vật có ích, an toàn cho người và môi trường. Và đặc biệt, người nông dân cần lưu ý chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho rau sạch khi thật cần thiết và phải tuân thủ đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, thuốc đã bị cấm sử dụng. Sử dụng thuốc có tốc độ phân hủy nhanh để hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn lại sau thu hoạch.
Thì để đảm bảo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phòng trị có hiệu quả, an toàn đối với con người, thì bà con mình cần lưu ý đối với một số cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun khi thật cần thiết, tức là khi nào đến ngưỡng phòng trừ bà con mình mới được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun. Thì cái ngưỡng phòng trừ ở đây mình xác định được là cái do cái mật độ, cái đối tượng dịch hại nó phát sinh ở trên cái cây trồng của mình. Khi mà cái mức độ sâu hại hoặc là đối tượng dịch hại nào khác nó phát sinh thì có khả năng làm giảm cái năng suất của cây trồng, thì lúc này bà con mình mới can thiệp bằng thuốc bảo vệ thực vật. Còn ở những cái giai đoạn, có những cái giai đoạn đầu của cái rau mình trồng, thì đặc biệt là những cái loại rau ăn lá có những cái đối tượng sâu hại phát sinh ở mức số thấp, bà con mình vẫn sử dụng thuốc, bà con mình phun xịt. Hoặc là một số địa phương bà con mình có cái thói quen là phun ngừa, cứ 5 ngày hoặc 7 ngày mình phun ngừa một lần để mà mình ngừa các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh ở trên cái rau màu. Phun như vậy thì nó không hiệu quả kinh tế. Cái lý do là trong một vụ mình sử dụng quá nhiều lần phun, cái chi phí tiền thuốc nó lên là rất lớn. Cái thứ hai là có những cái thời điểm bà con mình phun thì các đối tượng dịch hại nó không có xuất hiện ở trên cái gãy, mà mình phun như vậy đó thì nó tạo ra được cái tính kháng đối với một số cái đối tượng, một số cái mật số thấp sâu hại nó đang có tồn tại ở trên cái gãy rau. Cái vấn đề thứ hai mà con mình cần lưu ý đó, thì khi mà cần thiết phải phun xịt thuốc bảo vệ thực vật đó, bà con mình phải tuân thủ theo cái nguyên tắc 4 đúng. Cái nguyên tắc 4 đúng hiện nay thì nhà nước đã quy định trong cái luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật rồi, tức là cái trách nhiệm của người sử dụng thuốc là phải tuân thủ theo cái nguyên tắc 4 đúng mới đảm bảo được cái hiệu quả phòng trừ các đối tượng dịch hại. Thì trong cái 4 đúng đó là cái đúng thứ nhất đó là sử dụng đúng thuốc. Về cái thuốc mà phòng trị ở trên rau đó, thì trước tiên khuyến cáo bà con mình đó, là nên chọn những cái loại thuốc nào được đăng ký sử dụng trên rau thì bà con mình mới được phun. Mặc dù thuốc này nó đang nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam nhưng không cho phép sử dụng trên rau thì bà con mình không được sử dụng cái loại thuốc đó để phun trừ các đối tượng dịch hại trên rau màu. Thì những cái loại thuốc mà hiện nay có cái độ độc thấp thì Bộ Nông nghiệp mới cho phép đưa vào cái danh mục khuyến cáo sử dụng trên rau, và những cái loại thuốc này có cái thời gian cách ly ngắn từ 7 ngày trở lại. Những cái loại thuốc mà trước đây đăng ký trên rau mà có thời gian cách ly trên 7 ngày thì Bộ Nông nghiệp đã loại bỏ khỏi danh mục. Mà do vậy cái việc mà chọn thuốc phun xịt bà con mình cũng cần phải lưu ý. Những cái loại thuốc có cái độ độc thấp nhất thì bà con mình tiến hành mình sử dụng thuốc đó để mình phun trên gãy. Thì hiện nay về cái độ độc của thuốc được phân thành 4 nhóm độc. Thuốc độ độc nhóm 1 tức là rất độc, thì nó biểu thị ở trên các cái nhãn chai hoặc là bao bì trên gói bằng cái vạch chia màu là màu đỏ. Bà con mình coi ở cuối ở dưới nhãn chai nó có một cái vạch màu ở dưới, nếu mà vạch đó màu đỏ thì thuốc này thuộc nhóm độc 1 tức là rất độc. Thuốc thuộc nhóm độc 2 thì cái vạch màu đó biểu thị là màu vàng. Thuốc thuộc nhóm độc 3 thì cái vạch màu đó là màu xanh dương. Và cái nhóm thuốc mà ít độc nhất đó là màu xanh lá cây. Và trong cái bộ thuốc bảo vệ thực vật mà phòng trừ các đối tượng trên rau màu đó, dịch hại trên rau màu đó, thì hiện nay Bộ Nông nghiệp là chỉ chọn những cái loại thuốc ở nhóm độc 4 và nhóm độc 3. Những cái loại thuốc mà thuộc nhóm độc 2, nhóm độc 1 là bị loại ra khỏi danh mục. Do vậy là cái việc sử dụng thuốc bà con mình lưu ý đến cái độ độc của cái loại thuốc. Một cái nữa trong cái vấn đề mà chọn đúng thuốc đó, thì bà con mình nên chọn đúng cái loại thuốc đặc gì. Mình xác định trên cái gãy của mình đó là cái đối tượng sâu thì sâu gì, nếu bệnh thì nó là bệnh gì, nó là bệnh do nấm, nó là bệnh do vi khuẩn, để bà con mình xác định đúng cái loại thuốc mà con mình chọn mua phun xịt nó mới có hiệu quả. Còn nếu bà con mình trộn nhiều loại thuốc quá, do mình không xác định được nó là cái đối tượng dịch hại nào, mình trộn nhiều loại thuốc thì nó lại tốn kém cái chi phí của bà con. Đó là cái việc mà sử dụng đúng thuốc. Tiếp tục bà con mình phải đúng cái nguyên tắc thứ hai, đó là phun xịt phải đúng lúc. Cái lúc cũng rất là quan trọng, tức là cái thời điểm phun như thế nào để đảm bảo hiệu quả. Thì đối với cái lúc phun đó thì khuyến cáo bà con mình sử dụng đó, đối với sâu hại thì chỉ phun xịt khi sâu hại cái mật số nó còn khi cái mật số đến ngưỡng và cái tuổi sâu nó còn nhỏ, lúc sâu mới nở từ tuổi 1 đến tuổi 2. Nếu bà con mình để đến lúc mà sâu nó tuổi lớn đó, thì cái hiệu quả phun xịt nó lại không cao, cái tính chống chịu thuốc nó cao hơn những cái đối tượng sâu mà nó còn nhỏ. Và cái bệnh thì chỉ khuyến cáo bà con mình phun xịt bệnh mới chớm xuất hiện, không để bệnh nặng. Nếu bệnh nặng bà con mình phun một lần chắc chắn nó sẽ không hết, bà con mình phải phun lặp lại lần thứ hai, thứ ba, nó tốn chi phí và nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rau màu. Do vậy đó thì cái lúc để mà bà con mình phun đó xác định cho đúng, bà con mình phải biết theo dõi gãy, theo dõi cây trồng thường xuyên từng cái đối tượng dịch hại, khi mà nó mới nở ra, sâu nó còn nhỏ, bệnh bắt đầu nó mới chớm xuất hiện trên lá hoặc là trên thân, trên trái, thì bà con mình tiến hành xử lý thuốc thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả nó cao. Cái đúng thứ ba là bà con mình phải phun xịt đúng liều lượng và cái nồng độ. Thì cái liều lượng nồng độ ở đây đó là cái lượng thuốc cần phun xịt trên một đơn vị diện tích, là cái và cái nồng độ pha chế, tức là biểu thị bằng cái lượng nước phun xịt trên một đơn vị diện tích.
tức là phải đảm bảo đúng hướng dẫn ở trên bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật đều Bộ Nông nghiệp quy định đó là phải có cái hướng dẫn sử dụng trên đó. Trừ cái đối tượng sâu nào, trừ đối tượng bệnh nào thì cái liều pha chế là bao nhiêu trên một bình, hoặc cái lượng nước phun xịt là bao nhiêu, thì người ta đã khảo nghiệm đánh giá cái hiệu quả đó là hiệu quả cao nhất và khuyến cáo trên nhãn để bà con mình tuân thủ, mình phun xịt để đảm bảo hiệu quả. Do vậy là trước khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đó, bà con mình phải đọc cái hướng dẫn sử dụng để bà con mình đảm bảo đúng cái liều lượng khuyến cáo ở trên nhãn thì mới đảm bảo được cái hiệu quả phòng trừ. Và bà con mình phải tiếp tục đúng cái nguyên tắc thứ tư nữa đó là phun xịt phải đúng cách. Cái cách ở đây đó tức là tùy theo cái đối tượng dịch hại, nó phát sinh, nó ở trên lá, nó ở trên thân, nó ở dưới gốc hoặc nó ở trên trái, tùy theo từng cái loại cây trồng, bà con mình phun xịt như thế nào để đảm bảo thuốc tiếp xúc được ở vị trí mà mình cần phòng trừ nó. Ví dụ như đối với sâu hại nằm dưới đất phải phun thuốc xuống dưới đất, hoặc là sâu hại nằm dưới giả lá thì bà con mình phải phun ngược ở dưới, ngược lên để làm sao thuốc tiếp xúc được đối với các đối tượng sâu bệnh hại càng nhiều thì cái hiệu quả phòng trừ nó càng cao. Và một cái nữa đó, thì đối với những cái loại thuốc mà người ta khuyến cáo bà con mình gãi hoặc là bà con mình đó là bón vào trong đất, thì những loại thuốc này bà con mình không được quậy vào trong nước để bà con mình phun, và đảm bảo đúng cái cách phun xịt thì mới mang lại cái hiệu quả. Một cái vấn đề nữa về cái an toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc đó, thì bà con mình cần phải lưu ý đó là về cái thời gian cách ly. Và đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Thì cái thời gian cách ly là cái thời gian mà bà con mình phun xịt lần cuối đến cái ngày mình thu hoạch sản phẩm. Và cái lúc này, cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nó đã được phân hủy hầu như hoàn toàn trong điều kiện tự nhiên. Cái độ độc còn lại không đủ độ độc để mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, thì gọi là cái thời gian cách ly. Thì quy định về cái thời gian cách ly thì tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật đang lưu thông trên thị trường hiện nay, Bộ Nông nghiệp quy định trên nhãn chai phải có thể hiện cái thời gian cách ly trên đó. Tất cả các loại thuốc, thuốc nào cũng phải có. Thì những cái loại thuốc mà có thời gian cách ly nó dài, tức là có thời gian cách ly quá 7 ngày thì hiện nay là đã bị loại khỏi danh mục. Mà những cái loại thuốc mà cho phép sử dụng ở trên gao đó, tức là nằm trong danh mục được sử dụng trên gao đó, thì có thời gian cách ly không quá 7 ngày, tức là thời gian cách ly phải ngắn. Thì đặc biệt là hiện nay là các cái đối tượng dịch hại đó nó đang phát sinh mạnh, thì có những cái đối tượng sâu hại hoặc là bệnh hại nó phát sinh đến cái ngày bà con mình thu hoạch nó vẫn còn phát sinh. Do vậy đó là cái việc mà bà con mình phòng trừ để mà mình bảo vệ cái năng suất của cái rau màu đó, thì cái vấn đề này cũng rất là cần thiết. Nhưng mà bà con mình phải nên quan tâm đến cái thời gian cách ly. Nếu bà con mình không quan tâm đến thời gian cách ly, bà con mình phun xịt chưa hết thời gian cách ly mà mình nhổ cái sản phẩm rau đó mình đưa ra chợ bán, thì cái người tiêu dùng người ta sử dụng người ta sẽ bị ngộ độc, hoặc là nhẹ hơn thì có thể là nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tích lũy nhiều ngày thì sinh ra bệnh tật đối với con người rất là nguy hiểm. Để đạt hiệu quả đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau, giải pháp được ưu tiên thực hiện và mang tính khả thi cao là đảm bảo an toàn thực phẩm ngay trong khâu sản xuất, trồng trọt nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng và an toàn. Giải pháp này mang tính phòng ngừa nguy cơ ngay trên đồng ruộng. Người nông dân ngoài tuân thủ việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và đúng cách, thì còn phải tìm hiểu các kiến thức kỹ thuật mới, sử dụng phân bón hợp lý, cân đối, tăng cường tỷ lệ phân vi sinh và phân hữu cơ. Như vậy, muốn đạt được mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, đồng thời hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì người nông dân cần tuân thủ kỹ thuật từ khâu chọn giống, canh tác đến thu hoạch. Việc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau, nếu được thực hiện sâu rộng, sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo hài hòa với yếu tố an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chương mục khuyến nông kỳ này kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.